Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 13 tháng 6 năm 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá thanh long tại các tỉnh miền Tây và Bình Thuận để bà con mình tham khảo ha. Thì thưa bà con, trước khi đến với giá thanh long thì kênh chia sẻ một số thông tin liên quan đến thị trường thanh long để bà con nắm. Hiện tại thì riêng ở tỉnh Tiền Giang đã có gần 10.000 hectare cây thanh long, chủ yếu là hai giống ruột trắng và ruột đỏ. Nhưng mà cũng như là tình hình thực tế trong suốt 2 năm vừa qua thì có nhiều khó khăn đối với thị trường thanh long, cho nên bà con mình đã bắt đầu sưu tầm và nhân rộng một cái giống thanh long mới, đó là thanh long vỏ vàng mà ruột trắng. Và hiện nay thì riêng tại Tiền Giang cũng đã có được gần 100 hectare. Đây là giống thanh long có năng suất, chất lượng cao và giá cũng cao hơn các loại thanh long bình thường khoảng từ 3 đến 4 lần. Hiện thì giống thanh long này đang được nhân rộng tại huyện Chợ Gạo, góp phần làm đa dạng hóa cây thanh long tại địa phương. Thì thưa bà con, cái giống thanh long vỏ vàng này nó có ưu điểm là khi mà chín thì có thể neo trên cây đến 1 tháng. Càng neo thì có độ ngọt càng nhiều. Thứ hai là ít bệnh, năng suất cao hơn các giống thanh long khác. Thì một cái thông tin cũng rất là đáng mừng để mà chúng ta tìm hiểu thêm về một loại giống trái cây mới đem lại năng suất và lợi nhuận cho bà con ha. Còn quay trở lại tình hình giá thanh long ngày hôm nay thì thưa bà con, đứng trước tình trạng là sản lượng thanh long đang bị thiếu hụt rất là nhiều. Do thời gian qua bà con mình rất là nhiều người đã chặt bỏ vườn thanh long do là nản lòng trước cái thị trường thanh long bị bấp bênh, lao đao trong suốt một thời gian rất dài. Hoặc nếu như bà con mình còn để đó thì cũng không để, cũng không có tiền để mà tái đầu tư hoặc là chăm sóc cho cẩn thận, dẫn đến tình trạng là hiện nay thiếu hụt sản lượng hoặc là có sản lượng nhưng mà chất lượng không đồng đều đó, thì không đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu, đa phần là bán hàng giạt, cho nên là hiện nay thì thiếu hàng thì là giá đang tăng trở lại ha bà con ha. So với hôm qua thì giá hôm nay lại tiếp tục tăng. Ở miền Tây, thanh long ruột đỏ loại 1 từ 22 cho tới 24.000, loại 2 từ 17 cho tới 19.000, loại 3 từ 12 cho tới 14.000. Thanh long ruột trắng muso từ 20 cho tới 23.000. Ở Bình Thuận, thanh long ruột trắng bò đẹp là 27.000, 26.000 và 25.000. Bò sàng là 24.000, 23.000 và 22.000. Hàng giạt là từ 9 cho tới 11.000 đồng. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận loại 1 từ 20 cho tới 22.000, loại 2 từ 15 tới 17.000, loại 3 từ 10 tới 12.000. Hàng giạt có giá từ 4 đến 5.000 đồng nha bà con nha. Bà con nắm giá ngày hôm nay để có thể buôn bán cho thuận lợi nhất. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hôm nay bà con nào đã bán thanh long hoặc là anh em thương lái nào đã đi mua thanh long rồi thì vui lòng bình luận mức giá cho kênh Nhà Nông Miền Tây ở bên dưới nha. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin. Xin cảm ơn và xin kính chào.